Zumat xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nha. Và mình là Phương, người sẽ đồng hành với các bạn trong suốt học cấp 3 này. Trong chuyên mục hỏi đáp nhanh tuần này, chúng ta lại tiếp tục đến với loạt bài toán viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn. Bài toán hôm nay mà mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn đó chính là dạng bài toán viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn, biết khoảng cách từ tiếp tuyến tới một điểm A cho trước đạt giá trị nhỏ nhất. Mình nghĩ đây là dạng bài toán khá là thú vị đối với các bạn khi tiếp xúc với bộ môn hình học phẳng này. Nào, trước khi đi vào nội dung chính của bài toán ngày hôm nay thì nếu bạn vẫn còn đang theo dõi video này, đừng tiếc để lại cho mình một nút like ngay nha. Đồng thời lúc đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm một nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại UMAT TV. Bài toán có nội dung như sau. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn C có phương trình là x-1 tất cả bình phương cộng y-1 tất cả bình phương bằng 4. Biết khoảng cách từ tiếp tuyến tới điểm A tọa độ 22 đạt giá trị nhỏ nhất. Trước khi làm bài này, chúng ta cần xác định tâm và bán kính của đường tròn C. Cái tâm Y của đường tròn C sẽ có tọa độ là 11 và bán kính R bằng 2. Như vậy, dựa trên hình vẽ thì các bạn sẽ thấy được rằng là điểm A tọa độ 22 nó sẽ nằm ở bên trong đường tròn. Và để viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn C thì chắc chắn các bạn cần phải đi tìm cái tiếp điểm của đường tròn C. Ở đây mình sẽ gọi cái tiếp điểm M tọa độ là AB thuộc đường tròn C. Và do M thuộc C, vì vậy mà tọa độ điểm M nó sẽ thỏa mãn phương trình đường tròn C. Hay nói cách khác là chúng ta sẽ có cái phương trình đó là A-1 tất cả bình phương cộng cho B-1 tất cả bình phương bằng 4. Mình đánh dấu phương trình này là phương trình 1. Phương trình tiếp tuyến của C tại M sẽ có dạng x-1 nhân cho A-1 cộng y-1 nhân B-1 trừ cho 4 bằng 0. Cái công thức viết phương trình tiếp tuyến tại tiếp điểm M tọa độ AB các bạn đã được học rất là kỹ trong sách giáo khoa rồi nhé. Nếu bạn nào chưa nắm thì nên coi lại. Thì nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm tọa độ của điểm M, tức là đi tìm cái giá trị A nhỏ B nhỏ, để từ đó chúng ta thay vào cái phương trình đường thẳng delta để kết thúc cái bài toán. Các bạn gọi H là hình chiếu của A lên đường thẳng delta, thì khi đó AH chính là khoảng cách từ A cho tới đường thẳng delta. Và AH lúc nào cũng vuông với delta nhé các bạn. Dựa trên hình vẽ, để cái khoảng cách AH đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi điểm H và điểm M nó sẽ trùng nhau. Hay nói cách khác, lúc này M nó chính là giao điểm của đường thẳng IA với đường tròn C. Như vậy thì nhiệm vụ bây giờ chúng ta sẽ viết cái phương trình đường thẳng IA, trong đó điểm Y là tâm của đường tròn có tọa độ 11, điểm A tọa độ 22. Thì các bạn sẽ dễ dàng viết ra được cái phương trình đường thẳng IA sẽ có phương trình chính là X trừ Y bằng 0. Cái viết phương trình đường thẳng thì các bạn tự viết ra cho mình nhé. Cái phần này thì dễ rồi, sẽ làm nhanh cái phần này. Như vậy các bạn thấy là điểm M nằm trên đường thẳng IA, do vậy tọa độ điểm M cũng sẽ thỏa mãn phương trình đường thẳng IA. Ta thay tọa độ điểm M vào phương trình đường thẳng IA, chúng ta sẽ có được cái phương trình thứ hai, đó là A trừ B bằng 0. Như vậy lúc này tọa độ của điểm M là nghiệm của hệ phương trình A trừ B bằng 0 và A trừ 1 tất cả bình phương cộng B trừ 1 tất cả bình phương bằng 4. Chúng ta sẽ dùng phương pháp thế để giải nhé. Ở phương trình thứ nhất thì mình sẽ có B bằng A, và các bạn sẽ thay vào cái phương trình 2. Thì lúc này phương trình 2 của mình sẽ đưa về một cái phương trình bậc 2 một ẩn theo A. Cụ thể lúc này hệ phương trình sẽ tương đương như sau. B bằng A, A trừ 1 tất cả bình phương bằng 2. Và như vậy chúng ta sẽ có được hai cái giá trị của A. Đó là A bằng là 1 cộng căn 2 và A bằng 1 trừ căn 2. Hay nói cái hệ này sẽ có hai cặp nghiệm như sau. Đó là A bằng B bằng 1 cộng căn 2, hoặc là A bằng B bằng 1 trừ căn 2. Trong đó dựa vào hình vẽ thì các bạn sẽ thấy được rõ ràng cái điểm M nó sẽ nằm ở cái góc phần tư thứ nhất, có nghĩa là AB nó phải mang giá trị dương. Vì vậy mà chúng ta sẽ nhận cái giá trị là A bằng B bằng 1 cộng căn 2, và chúng ta loại cái giá trị thứ hai đó là A bằng B bằng 1 trừ căn 2 đi. Như vậy lúc này có được AB rồi, các bạn thay ngược vào phương trình delta để chúng ta kết thúc bài toán nhé. Phương trình delta lúc này sẽ có dạng đó là x-1 tất cả nhân cho 1 cộng căn 2 trừ 1 cộng cho y-1 tất cả nhân cho 1 cộng căn 2 trừ 1 trừ cho 4 bằng 0. Và làm gọn lại, chúng ta sẽ có được là delta sẽ có phương trình căn 2x cộng căn 2y trừ 2 căn 2 trừ 4 bằng 0. Và các bạn chia hai vế cho căn 2 nữa để chúng ta làm gọn hơn cái phương trình delta này nhé. Chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng đó là x cộng y trừ cho 2 trừ cho 2 căn 2 bằng 0. Và như vậy chúng ta kết thúc cái bài toán này ở đây. Đối với bài toán này, nếu như các bạn nào chưa làm thì cũng sẽ hơi khó một tí. Tuy nhiên thì với cái dạng bài toán kiểu này, các bạn nên vẽ cái hình, và dựa trên cái hình vẽ thì các bạn có thể dễ dàng đoán ra được cái hướng đi của bài toán.
Dĩ nhiên là bài toán này cũng sẽ có nhiều hướng giải khác. Vì vậy mà nếu bạn có cách giải nào hay hơn thì đừng ngại để lại vài dòng bình luận bên dưới cho mình được biết nhé. Mình kết thúc cái video này tại đây. Nếu bạn thấy bài giảng này hay, đừng tiếc để lại cho mình một nút like ngay nha. Đồng thời lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm một nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại UMAT TV. Mến chào và chúc bạn người học tập thật vui và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục hỏi đáp nhanh tiếp theo.